Xin chào anh em, ở sau lưng mình đây là một mẫu màn hình có thể nói là siêu to khổng lồ đến từ Asus, có tên Asus Pro As với mã PA32UCX. Và cá nhân mình thấy đây là một mẫu màn hình tương đối là thú vị. Cái điểm thú vị đầu tiên ấy, đó chính là về mức giá. Theo như mình check được ở nước ngoài thì sẽ xấp xỉ khoảng 3.999 đô. Vậy thì với xấp xỉ 4.000 đô bỏ ra thì anh em sẽ nhận được những gì? 32 inch, 4K IPS, 10 bit màu, HDR10, công nghệ Dolby Vision và dĩ nhiên không thể thiếu đó là cổng Thunderbolt 3. Và đây là một màn hình sử dụng công nghệ Mini LED, một công nghệ theo mình thấy khá là tương lai. Thì sau đây chúng ta sẽ nhìn tổng thể một chút về phần thiết kế của mẫu màn hình này. Khi mà mức giá đã ấn tượng rồi thì thiết kế của màn hình cũng sẽ như vậy thôi. Ấn tượng đầu tiên với mình đó chính là màn hình này nó vừa to, nó vừa nặng. Và cũng có lẽ bởi vì phần màn hình rất nặng nên việc đung đưa khi sử dụng mình thấy là một điều dễ hiểu. Tuy nhiên với mức giá tương đối cao vậy, mình mong Acer có thể làm tốt hơn một chút ở vấn đề này. Và việc anh em có thể đưa sang trái, sang phải thực hiện rất dễ dàng. Chỉ có việc đưa lên, đưa xuống thì cần nhiều lực hơn một chút. Và đương nhiên rồi, vẫn có thể xoay một cách 90 độ bình thường. Khi xoay ngang ra thì các bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ các cổng kết nối với hai cổng DisplayPort, 3 cổng HDMI, 2 cổng USB Type-C có hỗ trợ Thunderbolt 3 và 3 cổng USB Type-A. Acer cũng rất là hào phóng khi tặng cho em đầy đủ các dây phụ kiện và thêm một cái tấm kiểu phủ quanh màn hình nữa, trông nó kiểu như kiểu quán net ngày xưa vậy, trông khá là buồn cười. Và ở cùng với đó, ở dưới phần chân đấy này có một giải ghi tên sản phẩm màu vàng ở đấy, anh em yên tâm đi, nó được mạ thẳng lên đấy, không, đúng ra là in chìm lên, anh em không sợ kiểu nó phủ lên sau một thời gian nó bong ra đâu. Với tông màu đen vàng làm chủ đạo thì mình thấy sẽ phù hợp với những bạn sử dụng full bộ Asus Top Gaming chẳng hạn. Mặc dù giá nó hơi đắt một chút, sản phẩm Top Gaming thì giá hấp dẫn đấy, còn màn hình thì nó hơi cao tí, nhưng mà đam mê mà, làm gì có thể cản được. Và việc điều chỉnh màn hình cũng rất là dễ dàng với các phím cứng ở đằng sau màn hình. Khả năng hiển thị thì không cần phải bàn cãi nhiều, 4.000 đô bỏ ra cơ mà. Độ sáng tối đa có thể lên đến 1.600 nit. Ê, xung quanh mình có rất nhiều đèn, đó anh em nhìn thấy. Màn hình nhìn vẫn vô cùng rõ ràng thôi, tức là như nào, sử dụng trong môi trường ánh sáng phức tạp, kể trong studio thì cũng không bất kỳ một vấn đề gì cả. Và đây là màn hình hỗ trợ HDR và công nghệ tương đối mới. Thì chuyện màu đen có độ sâu tuyệt đối là một điều dễ hiểu. Vậy thì hiện tại Anfast chưa có thiết bị đo màu chính xác. Tuy nhiên, theo những gì mình tìm hiểu được ở trên mạng cũng như xem review trước và trên vỏ hộp của sản phẩm cũng ghi, đây là màn hình này có độ phủ màu cực kỳ rộng luôn, tức là anh em có thể làm thiết kế các kiểu luôn, thoải mái. Với tần số quét 60Hz cũng là một điều không có gì ở lạ khi đây là một tấm nền 4K IPS và có rất nhiều công nghệ đi kèm. Anh em không thể đòi hỏi kiểu vừa là IPS vừa 4K mà tần số quét cao được. Nhưng mà với màn hình này, các trải nghiệm như kiểu xem phim, làm việc hay thậm chí chơi game đều vô cùng tốt. Tóm lại thì theo mình thấy đây là một mẫu màn hình có mức giá tương đối cao khi so với mặt bằng chung những người sử dụng hiện tại. Tuy nhiên, nếu sở hữu mẫu màn hình này thì chắc chắn rồi, bạn sẽ có được trải nghiệm về màn hình có chất lượng là vô cùng tốt. Vậy thì nếu anh em chẳng may có 4.000 đô trong tay thì có mua mẫu màn hình này không? Đừng quên để lại ý kiến ở mục comment video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.